học này, Mai Phan sẽ giới thiệu bộ dụng cụ trang điểm cần thiết và hướng dẫn cách sử dụng của từng loại dụng cụ đó như thế nào. Điều này giúp các bạn hiểu rõ về từng loại dụng cụ mà chúng ta sẽ sử dụng trong các bước trang điểm và sẽ giúp cho chúng ta có được những bước trang điểm hoàn hảo nhất. Dụng cụ trang điểm cho lớp nền, chúng ta sẽ sử dụng một cây cọ có đầu lông cọ thưa như thế này, để khi mà chúng ta tan kem nền nó sẽ dễ dàng xe khít vào lỗ chân lông. Và chúng ta nên lựa chọn những cây cọ mà nó có đầu tròn, hình dáng đầu tròn, lông cọ thưa, nó sẽ dễ dàng phù hợp với nhiều khuôn mặt và dễ dàng đưa kem nền vào hết tất cả các góc cạnh, đưa kem nền vào hết tất cả các góc cạnh trên khuôn mặt. Các bạn lưu ý, đối với những bạn mà có nhiều da chết cờm sờm trên bề mặt da thì chúng ta không nên sử dụng cọ trang điểm cho lớp nền, mà chúng ta nên lựa chọn bông mút như thế này. Đối với bông mút thì các bạn nên lựa chọn những cái bông mút cầm chắc tay một chút và bề mặt bông nó phải mịn, chứ không nên lựa chọn những cái bông quá xốp, nó sẽ dễ bị hút nền và lớp nền của chúng ta sẽ không được mượt mà. Và đương nhiên với bông phủ phấn cũng như vậy. Dụng cụ trang điểm cho lớp phấn thì chúng ta nên lựa chọn cây cọ có sợi lông mềm và mịn như thế này. Và với những cây cọ như này thì chúng ta sẽ dễ dàng chậm phấn lên bề mặt da và nó sẽ bám lớp phấn vào da mặt mịn hơn và tiếp giáp vào da mặt tốt hơn. Đối với đầu cọ mà nhọn như thế này thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng đưa phấn vào những vùng như là khóe mũi hay là khóe mắt. Dụng cụ để trang điểm cho phần sống mũi thì chúng ta sẽ lựa chọn cây cọ nhỏ và có đầu lông cọ xéo mềm mượt như thế này. Cái đầu lông cọ xéo như thế này sẽ dễ dàng để cho chúng ta đưa vào cái phần sống mũi được ôm màu gọn gàng và không làm cho bị lem màu ra bên ngoài. Dụng cụ để tạo khối cho hai bên xương hàm và hốc má thì chúng ta sẽ có hai cây cọ. Một cây cọ đầu tròn, lông mềm, to sẽ dễ dàng để cho chúng ta đặt vào đúng góc xương hàm của khuôn mặt và xoay cọ đưa màu ôm vào khuôn mặt, tạo khối cho khuôn mặt được thon gọn hơn. Và cây cọ thứ hai sẽ là cây cọ dẹt có đầu bằng như thế này, lông cọ mềm, dễ dàng để cho chúng ta đưa màu và đúng cái phần xương gò má để cho chúng ta tan tạo cho mình có được một cái hốc xương gò má và khuôn mặt của chúng ta được thon hơn. Dụng cụ trang điểm cho phần highlight sáng đó chính là cây cọ. Chúng ta nên lựa chọn cây cọ có đầu lông cọ thưa và hình dáng bầu dục như thế này để chúng ta dễ dàng đưa phấn vào đúng cái điểm đuôi mắt và trên xương gò má, dễ dàng tạo highlight sáng cho khuôn mặt được bừng sáng hơn, cũng như là vùng trán hay là vùng cằm nữa. Dụng cụ trang điểm cho phần lông mày, chúng ta sẽ sử dụng một cây cọ nhỏ và có đầu vát xéo như thế này. Với cây cọ có đầu xéo và nhọn như thế này thì sẽ dễ dàng để chúng ta tạo cho cái dáng lông mày được sắc nét và mềm mại. Dụng cụ tiếp theo sẽ là dụng cụ để trang điểm cho đôi má hồng xinh xắn. Cây cọ có đầu lông mềm và thưa. Với cây cọ có đầu lông mềm và thưa như thế này thì sẽ dễ dàng để cho chúng ta tan cái lớp má hồng trên bề mặt da thật là nhẹ nhàng, ửng hồng và tự nhiên. Đầu tiên thì Mai Phan sẽ nói đến những cây cọ để trang điểm cho phần mắt. Cây cọ thì chúng ta sẽ gồm có 3 cây. Cây to và đầu tròn như thế này sẽ để sử dụng cho phần bầu mắt. Cây tiếp theo là cây cọ nhỏ hơn và có đầu dẹt, chúng ta sẽ sử dụng để nhấn cho phần đuôi mắt. Và một cây cọ cuối cùng sẽ là cây cọ nhỏ và có đầu bằng, chúng ta sẽ để nhấn cho đuôi mắt dưới được sâu hơn. Và tiếp theo cho bộ dụng cụ mắt thì chúng ta vẫn còn một cây kẹp mi này. Sau đấy là đến phần cây kéo và nhíp. Kéo thì để tỉa lông mi, nhíp thì để chúng ta dễ dàng gắn cho cặp lông mi được đều và đẹp. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với dụng cụ trang điểm cho đôi môi. Và đương nhiên
chúng ta sẽ sử dụng cây cọ môi rồi. Nhưng đối với cây cọ môi thì các bạn sẽ nên lựa chọn cây cọ mà có cái bản dày và lông cọ hơi cứng một chút. Đầu cọ thì không nên quá nhọn để chúng ta có thể dễ dàng tạo được viền môi sắc nét. Vậy là Mai Phan đã giới thiệu xong công dụng của từng loại dụng cụ cần thiết trong việc trang điểm rồi.